Rồi, hello các bạn ha. Thì hôm nay mình sửa tiếp một cái bo của máy lạnh Samsung. Thì tình trạng của cái bo này đang bị lỗi phần quạt các bạn ha. Thì giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình sẽ mở máy lên ha. Thì các bạn sẽ quan sát lên cái màn hình hiển thị ha, thì xem nó báo lỗi như sao ha. Rồi, các bạn đợi một tí ha. Rồi, hiện tại bây giờ là bên màn hiển thị sẽ báo là C154 ha. Đó. Thì C154 á, thì bên phần của bo đầu Samsung inverter này ha, thì nó đang lỗi bên phần động cơ quạt các bạn ha. Đó. Quạt không quay hoặc là mắc hồi tiếp quạt. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra thử nó hư phần nào các bạn ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quan sát cái mặt đó, thì mình đã thấy có trước đây đã có thợ đã sửa rồi ha, nhưng bây giờ nó đã bị hư lại. Thì giờ mình sẽ kiểm tra tụ nguồn có ha. Mình sẽ kiểm tra đường 15V cấp và quạt ha. Chưa có ha. Quên, cái này mình phải mở máy thì nó mới có nguồn các bạn ha. Mình sẽ mở máy lên. Rồi, 15V có các bạn ha. Đó. Thì bây giờ là 280V có rồi, 5V, 15V có rồi ha. Thì giờ chỉ cần có lệnh từ vị xử lý cho quạt chạy nữa là nó sẽ chạy ha. Đó. Xung này mình kiểm tra hồi tiếp xung có ha. Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra bên phần xung tín hiệu đưa vào ha để cho quạt nó quay. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái đường xung từ đó mới về con ốp tô nào ha, thì mình sẽ phân cái mặt đó mình làm. Đây, nó về đây các bạn ha. Thì về con ốp tô đầu tiên từ miếng ngoài vào các bạn ha. Đó. Đó, nó đi qua đây ha. Đấy, cái mặt Samsung này thì nó sẽ còn một phần bảo vệ nằm ở trên mặt trên đó các bạn ha. Đó. Chứ không phải như mấy cái bo quạt bình thường. Những cái bo bình thường thì nó chỉ có xài ốp tô nó đóng mở thôi. Trên nó còn một cái bo nhỏ trên đây nè, các bạn thấy ha. Đó. Đó, bo nhỏ đó nếu có sự cố thì nó sẽ có thể hư trên cái mặt đó. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra bên cái phần bo nhỏ các bạn ha. Đó. Thì trên bo nhỏ thì các bạn sẽ thấy trên đó nó có một con AC 8 chân và một con chan to 3 chân ha. Thì hai con này sẽ có một con nó sẽ bị hư các bạn ha. Đó, thì giờ mình sẽ kiểm tra thử cái con nào nó bị hư. Rồi, bây giờ mình sẽ đo cho các bạn thấy nha. À, chập lệnh ha, nó. Chân mắt với chân tín hiệu đi nó bị chập nhau ha. Chập nhau thì khi mà có lệnh từ vị xử lý đưa ra cho quạt chạy á thì nó không thể nào nó chạy được tại vì nó đã bị chập rồi. Nó dẫn qua cho đây nó có mấy cầu nối nè, thì nó dẫn qua đây. Thì khi hồi nãy giờ mình tìm á thì mình đã phát hiện nó chạm từ cái bo nhỏ nó ra các bạn ha. Khi mà mình liên kết với bo nhỏ thì nó sẽ bị chạm mắc lệnh. Đó, thì bây giờ mình sẽ tách ra. Bây giờ mình sẽ nhả con IC 8 chân này ra ha. Đó, thì mình xem thử nó còn chạm không ha. Cái bo nhỏ này rất là bé các bạn ha, nên rất là khó làm. Đó. Đó. Thì giờ mình sẽ chấm chì để mình lấy nó ra. Rồi, mình sẽ chấm chì mình lấy nó ra các bạn ha. Đó. Rồi, bây giờ mình lấy nó ra rồi xong ha. Thì bây giờ mình sẽ đo lại. Mình đo lại nếu mà nó hết chạm thì con IC này hư các bạn ha. Còn nếu mà nó còn chạm thì mình sẽ kiểm tra tiếp. Các bạn sẽ đo một chân mát với một chân tín hiệu xung đi các bạn ha, xung cấp vào motor. Này các bạn thấy ha. Vẫn còn chạm ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nhả tiếp một cái con mình sẽ đo lại ha. Mấy cái tụ này thì nó ok các bạn ha. Giờ chỉ còn một con chan to này thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhả tiếp con chan to này ra luôn các bạn ha. Đó. Các bạn thấy không? Nó lên ha. Nó thông nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ nhả con chan to này ra luôn các bạn ha. Nếu mình nhả con chan to này ra mà nó hết chạm thì là con chan to này bị hư các bạn ha. Đó.
Thì trên đây nó sẽ có mấy con tụ dán với một con IC, một con chan to các bạn ha. Thì điện chở thì nó không thể nào chập được rồi đó. Thì chỉ còn chan to với tụ IC. Thì giờ mình đã loại trừ con IC rồi, thì giờ mình sẽ dứt một con chan to này ra luôn các bạn ha. Đó, đây đó. Rồi giờ mình sẽ đo lại, nếu mình hết chạm là ok các bạn ha. Rồi bây giờ sẽ đo cho các bạn xem đây. Rồi hết chạm các bạn ha, đó ok các bạn ha. Rồi ở đây thì nó hư một con chan to nhỏ này, thì chan to này chắc con chan là số rồi ha. Đó rồi mình sẽ sửa chân lại, mình sẽ lắp một con IC khác các bạn ha, và một con chan to mới. Thì cái ban đang bị lỗi bằng C154 các bạn ha. Đó. Thì nó đang bị lỗi bên phần cái bo nhỏ trên đây các bạn ha. Thì những cái loại bo khác, bo đầu lạnh khác các bạn, thì mình không thấy cái thiết bị bảo vệ nó gì các bạn ha. Nhưng mà sau cái đời Samsung này thì nó lại có một cái bo nhỏ để bảo vệ bên phần quạt ha. Đó. Thì cũng tùy theo loại bo, nhưng mà cái bo này thì mình thấy nó khác lạ so với những bo khác. Các hãng khác các bạn ha, như những cái quạt mà 5 giây á, thì nó sẽ không có thiết bị bảo vệ như gì. Nó sẽ đóng ngắt bằng con nhớp tô ha, giống như ở phần dưới như mình thấy á. Thì nó chỉ cần đóng ngắt phần đó thôi. Nó cũng khá đơn giản thôi, nhưng mà sao mà cái mạch này thì nó đã thiết kế thêm một cái mạch này để bảo vệ bên phần quạt. Nếu mà cái mạch này nếu mà nó bị chạm, linh kiện cho nó chạm hoặc là nó bị xung về mà nó không đúng các bạn ha, thì nó sẽ không cho chạy đâu các bạn ha. Tại vì cái phần quạt này thì nó lấy xung về nó sẽ so sánh nữa, chứ không phải như những cái bo quạt khác là nó chỉ có xung mà nó chạy thôi ha. Nhưng này nó phải lấy xung về nó so sánh có đúng tốc độ nó không, rồi nó cho chạy ha, rồi nó kiểm soát. Nếu đúng thì ok thì nó tiếp tục cho chạy các bạn ha. Đó thì giờ mình sẽ đóng một con IC khác kìa các bạn ha. Mờ quá mình không cho bạn thấy số được ha. Tại vì cái mạch này rất là bé các bạn ha, trong kẹt nữa, những cái bo đứng nữa mình hàn rất là khó các bạn. Cái này phải có gì kẹp lại cái bo lại thì mình hàn mới vững ha. Nếu các bạn hàn thì các bạn nên kiếm cái gì mình kẹp cái bo lại. Rồi, sau lúc thì mình cũng hàn được cái con IC vào các bạn ha. Đây là con chan to các bạn ha, thì giờ mình sẽ kiếm một con chan to khác mình sẽ đóng vào. Con này là mình nhìn không thấy số luôn các bạn ha. Số của nó rất là mờ luôn, mình nhìn không thấy luôn. Thì giờ mình sẽ đo thử cái con này con thận con ngược các bạn ha. Cái con này nó đang chạm BC thì nó đang chạm các bạn ha. Đó. Nó thông kim luôn. Rồi mình sẽ đo lại nó còn chạm các bạn ha. Nó mình đóng IC vào nó cũng hết chạm ha. Vậy là mình sẽ đóng một con chan to vô nữa. Nếu mà nó mình khi mình đóng con chan to vô thì nếu mà nó chạm á thì nó không chạy được đâu. Thì mình sẽ đổi một con chan to khác các bạn ha. Thì giờ mình sẽ đóng một con là NBN ha. Nếu bạn đóng lộn con thì khi mà mình đo, khi mình đo mát với đo tín hiệu xung thì nó sẽ bị chạm, tại vì nó dẫn từ con chan to nó phân cực á, từ chan to nó vô phân cực ngược về ha, thì nó sẽ bị chạm, thì nó sẽ không có xung. Khi mà nó có lệnh xung ra thì xung nó sẽ không đóng được cho quạt chạy ha.
Đó, thì các bạn đóng đúng con chan to vô á, thì nó sẽ thuận lại ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ hàn con chan to này vô. Ok ha. Giờ mình chấm chì thêm cho nó chắc các bạn ha. Rồi chấm chì xong thì các bạn nên kiểm tra lại các bạn ha, mình xem thử cái mối chì của mình thì nó có bị chạm ha, thì em sẽ đo lại. Rồi các bạn sẽ đo lại các bạn ha, đo lại xem nó có chạm không. Rồi hết chạm các bạn ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái quạt vào ha, mình sẽ thử luôn. Nếu mà nó chạy á, mà nó không báo lỗi á, thì ok các bạn ha. Còn nếu nó chạy mà nó báo lỗi là mình phải tiếp tục sửa lại các bạn ha. Tại vì nếu mà chạy mà còn báo lỗi nữa thì cái xung hồi tiếp về á, thì nó sẽ đúng không đúng tần số các bạn, thì nó sẽ báo lỗi tiếp ha. Rồi mình sẽ kẹp nguồn vào ha. Rồi các bạn sẽ quan sát ha. Quạt nó lỗi thì nó có thể là chạy tốc độ cao đó các bạn ha. Đó. Nếu mà quạt đúng đúng xung của nó rồi thì sẽ chạy chậm ha. Đó. Các bạn thấy ha, quạt đây còn chạy khá là chậm ha, đó. Tốc độ vừa ha. Khi mà có tải vô thì nó mới chạy nhanh lên các bạn ha. Còn nếu mà những cái quạt nó lỗi thì các bạn cứ cấp nguồn vào thì nó sẽ động chạy rất là nhanh. Nó chạy mát tua luôn ha. Rồi. Ok các bạn ha, khi mình thấy là nó cái tốc độ vẫn giữ nguyên thì chứng tỏ là xung mới đã được kiểm soát các bạn ha. Ok, mình nhìn không nổi đâu các bạn ha, rất là mạnh, quạt DC này nó rất là mạnh ha. Rồi, video mình cái này là kết thúc các bạn ha. À, thì hôm nay mình sẽ làm lỗi mà C154 cho cái quạt Samsung các bạn ha. Rồi, bye bye các bạn ha.